Rồi, chào mừng các bạn đã quay lại với Hi Tech Channel nha. Thì hôm nay là ngày cuối năm á, sáng nay mình có ghé ra chợ ve chai ở Gò Vấp á, mình có mua được một con modem cấp quan của Viettel á. Thì con này là đời 2008 là tháng 3 nè các bạn. Con này là con modem Gcell HN F606 version 8.0. Đó, thì trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình, cài đặt, đổi tên, đổi mật khẩu wifi, đồng thời biến nó thành bộ phát wifi phụ trong gia đình nha. Con này mình mua với giá là 40.000 nha các bạn. Nhìn còn rất là mới nha. Lưu ý nha, ở đây là username là admin nè, pass để đăng nhập là STEG nè, mật khẩu wifi nè các bạn, và password wifi. Cái này là tên mạng wifi nha. Rồi, cứ như bình thường á, thì đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra xem cái nút reset modem nằm ở chỗ nào nha. Đây, nó sẽ có cái nút reset này các bạn. Giờ mình đang giữ nút reset nè. Cắm dùng nè. Là nó reset. Bốn đèn 1, 2, 3, 4 nó sáng lên nha. Cái đến trong quá trình khởi động lại, mình sẽ truy cập vô điện thoại để mình coi nha các bạn. Cài đặt. Mình sẽ tìm cái tên wifi của thiết bị nè các bạn. Tên wifi là ZTEFHDX25 nha. Nó đang khởi động, đèn đỏ là đứt cáp quang nha các bạn. Lỗi này hay gặp lắm, bạn nào mà đang xài nhà mạng Viettel á, mà thấy cái modem đột nhiên bị đèn đỏ, tức là cái cổng cáp quang mà nó gắn với cái thiết bị nè, cổng cáp quang nó gắn ngay cái lỗ màu xanh này nó bị đứt nè, nó bị gãy ở đâu đó. Rồi, chúng ta sẽ thấy nè, ZTEFH, bây giờ mình nhập mật khẩu nha, mình coi mật khẩu nè, MGA4KQD, mật khẩu vừa viết hoa vừa viết thường nha, khó và là luôn á. Còn này nhìn bước đăng nhập là biết nó bảo mật cao rồi, giống như con FPT á, này nó khi mà đăng nhập như vậy á, nó sẽ báo là như vậy, đừng có quan tâm. Chúng ta sẽ kết nối nó lại bằng một lần nữa. Kết nối lại lần nữa nha. Khi nào mà chúng ta nhận được cái thông báo là sử dụng tín hiệu wifi mà không cần internet á, thì mới được nha các bạn. Lướt lại. Đây. Khi nào chúng ta thấy nè, sử dụng wifi mà không có internet nè. Rồi. Chúng ta kết nối với thiết bị nha. Bây giờ từ trên màn hình điện thoại chúng ta vào trình duyệt web nha. Gõ vào địa chỉ IP là 192.168.1.1. Hiển thị chi tiết 7.1.1 không ta? .1. Username là admin. Hay nào nó là chấm 80 không? Cũng không đúng. Khoảng như vậy mới vô được nha các bạn. Bấm vô truy cập trang web luôn. Username ta nhập là admin. Bát chúng ta tiếp tục thử coi. Bát là ZTEGCB, mình để xuống để mình bấm cho dễ nha các bạn. Nhớ dứt hoa nha các bạn.
Rồi, sau khi chúng ta đăng nhập vào modem á, ngay cái phần giao diện nè. Bình thường á, nếu mà để sử dụng cái mạng của Viettel á, thì chúng ta phải cấu hình cái này. Nhưng mà giờ chúng ta đừng quan tâm, chúng ta quan tâm tới một wifi nè. Ở đây có tên và mật khẩu nè các bạn, đổi hai cái này là được nha. Mình sẽ đổi thành là wifi, mạng wifi. Gia đình. Pass là mình sẽ đổi thành 1 đến 8 nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. Đây nha, các bạn coi chừng lộn nha. Ở đây nó sẽ để một nút là Directory Boot Device nè. Với mục đích là Submit nè. Ở đây các bạn chọn Submit nha. Rồi. Nó sẽ mất kết nối với thằng mạng nha. Do mình vừa đổi tên, đổi mật khẩu á. Nó mất kết nối. Đây, bây giờ nó chuyển qua là mạng wifi gia đình nha. Nhập mật khẩu mới là 123456 78. Thiếu một số rồi. Đấy thì đổi tên và đổi mật khẩu thì nó cũng tương đối đơn giản. Nhưng mà làm thế nào đã biến nó thành một bộ phát wifi á, thì không phải ai cũng làm được. Đó, chúng ta tiếp tục gặp cái bước này. Đợi một xíu nha, phải làm hai lần mới được nha các bạn. Mạng wifi gia đình. Chúng ta thật chừng nào mà chúng ta thấy sử dụng mà không có internet á, chúng ta cấu hình lần hai. Đó. Bây giờ chúng ta quay lại cái giao diện của nó nè. Các bạn để ý thấy không? Cái này là đổi tên mật khẩu. Để đổi mà biến nó thành cấu hình phụ, mình phải vô phần chuyên sâu hơn. Đó, thì bây giờ mình sẽ lát vô phần chuyên sâu hơn của modem nè. Mình sẽ để ý tới phần Network Interface. Không phải nha. Đây, chúng ta vô phần Network nè. Chúng ta sẽ thấy cổng LAN nè. Rồi, chúng ta quan tâm tới cổng LAN thôi. Tại vì modem nó có cổng LAN là để kết nối cắm dây mạng thôi. Nên các bạn cứ vô cổng LAN các bạn kiếm là được nha. Ở đây mình sẽ đổi thành một địa chỉ nè. Nó cho phép dao động từ 2 đến 254. Vậy thì mình đổi thành 180 luôn. Đó. Ngay cái phần mà cho phép Enable DHCP Server nè. Đó thì mình tắt luôn. Cho nó khỏi chạy. Rồi. Kế đến là mình bấm Submit. Rồi. Giờ để mình biết kiểm tra coi là nó đã nhận chưa. 192.168.1.80 nha các bạn. 80. Rồi, hiển thị chi tiết nè. Các bạn chế chọn cái này nha. Truy cập trang web luôn. Đó, bây giờ thấy không? Nó đã đổi rồi nè. 180 thì các bạn mới kết nối được với modem nha. Rồi, bây giờ chúng ta kiểm tra xem nó có thể vô mạng được chưa nha. Lấy dây mạng nè. Cắm vào cổng bất kỳ nè. Coi cái cổng nó sáng chưa nè. Cổng lên một sáng rồi nè. Rồi, bây giờ chúng ta vô web nha. Vivo nha các bạn. Dữ liệu di động bị tắt, không bị tắt rồi, chờ mình tí. À, nó vô lại nè các bạn. Nó bị chập giữa wifi với lại 3G. Chị ao ao nha các bạn. Cái gì đâu. Đó, thì các bạn thấy hay á và có thêm kiến thức á, thì các bạn like và share kênh này giùm mình nhé. Rồi, cái video này thì nó cũng ngắn thôi, mình xin kết thúc ở đây nhé. Thì khi mình sẽ tiếp tục sang những dòng modem
và thiết bị wifi khác á, để review clip cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha.